Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tối ngày 27 tháng 2 năm 2022. Phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là ngã tư đường Lê Đại Hành, đường 3 tháng 2. Và nhích bên phía tay phải là đường Lãnh Minh Thân, hướng đi về bên Đầm Sen các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, đêm cuối tuần, bây giờ là 19 giờ kém 15 phút. Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tham quan, đi dạo một vòng ở tại phố Sủi Cảo nổi tiếng nhất Sài Gòn, đó là phố Sủi Cảo Hà Tôn Quyền. Chúng ta đang có mặt trên đường 3 tháng 2 hướng đi về bên vòng xoay cây gõ các bạn. Đường 3 tháng 2 ở tại vị trí này là thuộc quận 11 các bạn nhé. Quận 11, bên phía tay phải là phường 12 quận 11, bên phía tay trái là phường 6 quận 11 các bạn. Trong buổi tối đêm cuối tuần thì Tường Vũ Channel cũng muốn cập nhật để gửi đến tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh về phố xá, đặc biệt là phố Sủi Cảo tại quận 11 rất nổi tiếng từ xưa. Nơi đây tập trung khoảng hơn 20 tiệm bán sủi cảo rất nổi tiếng các bạn, có thể nói là ngon nhất ở tại Sài Gòn hiện nay. Trên đường 3 tháng 2 này thì khi đó chúng ta sẽ rẽ bên tay trái để đi vào đường Hà Tôn Quyền. Đây là ngã tư đường Tôn Thất Hiệp và bên trái là đường Tả Uyên các bạn ha. Sài Gòn lúc nào cũng vậy các bạn, cứ vào mỗi đêm cuối tuần thì đường phố Sài Gòn rất nhộn nhịp và đông đúc. Chúng ta đi theo hướng đường 3 tháng 2 và đến ngã ba giao với đường Hà Tôn Quyền. Mình sẽ rẽ bên tay trái để đi vào đường Hà Tôn Quyền nha các bạn. Đường phố Sài Gòn luôn luôn như vậy các bạn, đông đúc và nhộn nhịp. Sài Gòn của chúng ta vẫn đang trong quá trình kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, mặc dù là chúng ta vẫn đang có những số ca dương tính rất là cao hơn so với thường lệ kể từ sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Vòng trong tháng 2 cũng như là trong tháng 3 thì Sài Gòn sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 các bạn. Mình sẽ đi theo phía bên hông của cầu vượt cây gõ, sau đó mình sẽ quay đầu trở lại rồi chúng ta mới đi vào đường Hà Tôn Quyền được nha các bạn. Vì ở đây giao lộ đường 3 tháng 2 này không có chỗ quay đầu ở cái đoạn đường này. Mình phải đi bên nhánh phải, nhích về bên tay phải, hướng về bên cây gõ các bạn, sau đó mình sẽ quay đầu trở lại ha. Phố Sủi Cảo Hà Tôn Quyền quận 11 đang trong quá trình dự thảo để trình Ủy ban Nhân dân thành phố và các ban ngành liên quan để thành lập phố đi bộ các bạn. Phố đi bộ ẩm thực Hà Tôn Quyền. Đó, mình sẽ quay đầu trở lại đây.
đường 3 tháng 2 này do gần cái nút giao với cầu vượt Cây Gõ. Thời tiết tại Sài Gòn thì ban ngày rất là nắng nha các bạn. Tuy nhiên vào buổi tối cứ mỗi sau 19 giờ thì nhiệt độ đều giảm xuống các bạn. Nói người Sài Gòn rất là lo lắng về tình hình dịch bệnh, rồi giá xăng lại tăng cao. Ngày hôm nay đối với xăng RON 95 đã gần 27.000 đồng một lít, xăng RON 92 đã 26.700 đồng một lít đó các bạn, quá cao, đổ 50.000 đồng chưa được 2 lít xăng, chúng ta đi lòng vòng đã hết xăng. Giá xăng lên thì sẽ dẫn đến giá cả của nhiều mặt hàng sẽ tăng theo các bạn. Đây có mấy quán nhậu đông quá trời đông luôn. Wow. Quán lẩu hả? Lẩu cá cô thơ. Đông quá trời luôn. Tối từ buổi trên đồ mời quý vị và các bạn đi vào phố đêm Sài Gòn ha, bên quận 11. Chúng ta nhìn đường phố, dòng người vẫn luôn luôn tấp nập. Dòng người ngược xuôi. Đường 3 tháng 2 hướng của chúng ta đang di chuyển là về bên ngã tư đường Lê Đại Hành các bạn, về bên Lý Thường Kiệt. Và đây là đường Hà Tôn Quyền, đầu đường 3 tháng 2. Theo như dự thảo của quận 11 đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố và các ban ngành liên quan, trong tương lai sẽ thành lập phố đi bộ Hà Tôn Quyền để tạo ra một cái phố đi bộ đêm, phố sủi cảo lớn nhất ở tại Sài Gòn của chúng ta. Đoạn đường khoảng hơn 300m từ đầu đường 3 tháng 2 đi về bên chỗ ngã tư Nguyễn Chí Thanh. Buổi tối ở đây thì nhiều hàng quán sủi cảo rất là nổi tiếng và thu hút nhiều khách hàng đến đây để mua rồi cũng như là ăn các bạn, rất đông vui. Đây là ngã tư đường Trần Quý và Hà Tôn Quyền các bạn. Xe máy thì chúng ta gửi ở đây. Đó, đây mình sẽ đi bộ đi chậm chậm ở đây, cập nhật một vài hình ảnh cho các bạn xem ha. Ngày
Ở đây người ta gửi xe ăn tại chỗ cũng có, mà mua về cũng nhiều các bạn. Mua về cũng nhiều luôn. Tường Vũ Channel cũng chưa được thưởng thức ở đây các bạn. Chưa thưởng thức những cái món sủi cảo ở đây, nhưng mà thấy mọi người mua ăn rất là ngon luôn. Mình đi xuống một vòng, sau đó mình vòng lại nha. Nổi tiếng luôn. Không anh, không, không em, không. Khách phải ngồi chờ xếp hàng các bạn. Thấy chưa, thấy đông chưa? Đêm cuối tuần thì ở đây rất là đông, nhiều quán sủi cảo nổi tiếng luôn. Quán sủi cảo Hà Tôn Quyền này nổi tiếng nhất Sài Gòn rồi các bạn. Ở đây rất là nhiều quán người ta cuối tuần là đến đây ăn. Hy vọng trong tương lai thì phố sủi cảo Hà Tôn Quyền này cũng sẽ được trở thành phố đi bộ chuyên luôn, để thu hút nhiều khách hàng ăn đêm tới đây để mà vui với bạn bè vào những đêm cuối tuần. Đó, các bạn thấy bên tay phải không? Cái hẻm này cũng để rất là nhiều luôn, nước mía đồ, dịch vụ dạy khác kèm theo, rất đông luôn. Cảm ơn em. Sủi cảo 193 này rất là tuyệt vời luôn. Grab food được quá trời luôn. Cảm ơn em. Cảo Ngọc Ý, quá trời khách đông, quá trời luôn. Oh sorry sorry. Ta mua mang về quá trời luôn ha. Đông quá trời đông luôn. Nếu như phố sủi cảo Hà Tôn Quyền này mà trở thành phố đi bộ thì cũng tạo rất là nhiều thuận lợi cho người dân muốn thưởng thức những món sủi cảo đặc biệt ở tại Sài Gòn của chúng ta. Thiết kế lại con đường này dài khoảng 300 m. Từ 3 tháng 2 cho đến đường ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh các bạn, tầm khoảng 300 m thôi. Đây là hình ảnh mà Tường Vũ Channel cập nhật mới nhất vào buổi tối ngày Chủ nhật, bây giờ là 7 giờ tối thôi. Phía bên kia các bạn thấy không? Nhiều quán lẩu luôn. Nhiều quán lẩu đông khách quá trời luôn các bạn. Hà Tôn Quyền và Nguyễn Chí Thanh. Nếu như chúng ta rẽ tay trái đường Nguyễn Chí Thanh là về bên bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây có mấy quán nhậu đông khách ghê luôn ha. Cập nhật những hình ảnh này để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Quán nhậu, quán lẩu các bạn. Lẩu đầu cá, lẩu xí quách,
lẩu thập cẩm, lẩu thái, lẩu cá kèo, lẩu lươn, lẩu dê, lẩu ếch, lẩu uyên ương, lẩu gà lá giang. Hấp dẫn quá. Khó lắm cái gì hiểu quá. Đây, chúng ta đi vòng lại đường Hà Tôn Quyền ở phố Sủi Cảo một lần nữa ha, để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn trong đêm cuối tuần ngày hôm nay. Đêm cuối tuần ngày hôm nay thì phố Sủi Cảo này, cái đoạn này cũng hơi vắng thôi. Rồi, đó xe này. Phố bên trong kia mấy quán lớn lắm các bạn. Khoảng theo từ của channel quan sát khoảng tầm gần 30 tiệm luôn á. Anh đây cô về coi. Cảm ơn em, vui rồi. Cuối tuần đông nghẹt luôn các bạn. Nghẹt xe luôn, nghẹt xe mua về luôn. Rồi nắng đây mua về anh trai. Mua rồi nè. Ngọc Ý. Quán này lớn dữ ha. Quán Ngọc Ý này lớn quá, 187, 189 luôn. Chắc ngon lắm rồi. Rồi, như vậy một số hình ảnh gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn được thấy phố Sủi Cảo nổi tiếng Sài Gòn tại quận 11. Và đến đây từ Vũ Channel xin phép tạm dừng video ngắn trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.